ước chung của năm giới mười cách một nha Ti, cách một thì mình tìm ước của năm, sau đó tìm ước của mười, sau đó tìm ước chung của năm giới mười bằng ước của năm. Ước là gì? Là chia một lấy không lấy, hai là hồng, ba hồng, bốn hồng, năm năm có. Tiếp ước của mười, một hai năm bốn được không? Không. Năm mười. Tiếp lấy phần ước chung đi. Ước chung là nhìn vô cái ước nè, coi coi có chung gì. Một chung năm kẹp đó là cách một nha. Cách hai tìm ước chung của 100 với lại 200, số lớn không? Có. Ừ, nếu mà dùng cách một lâu lắm nên phải tìm gì? Ước chung lớn nhất. Bắt đầu tìm ước chung lớn nhất của 100, 200. Bước 1, phân tích ra thừa số nguyên tố 100 bằng. Hai bấm 2 mũ 2 nhân 5 mũ 2. Giỏi ghê, nhớ được, bạn đâu phải là người thường đâu. 200 bằng y chang cái chơi nghe Ti, nó chính là 2 nhân 1 100, vậy là 2 mũ 3 nhân 5 mũ 2 đúng không? Có hiểu không? Chưa hiểu. Thấy chưa? Rồi, tìm ước chung lớn nhất. Cẩn thận nè, muốn tìm ước chung lớn nhất là lấy phần chung mẫu cao. Sai. Cao chất. Ước chung lớn nhất là kiếm phần chung mẫu nhỏ nhất. Nhỏ ngược với thằng kia. Nghĩa là cái tìm bội chung đó. Lấy mẫu. Mẫu gì? Mẫu nhỏ nhất. Lấy phần chung mẫu nhỏ nhất. Ủa? Đó là ước chung lớn nhất. Cái kia là bội. Lấy phần chung phần riêng, mẫu cao nhất là bội nha. Lấy phần chung đi. Mẫu thấp 2. Nhất 2 mẫu 2. Lấy phần chung đi. 5 mẫu 2. Bấm máy tính đi. 1 100 đúng không? Dạ. Sau đó tìm ước chung của 100 với 200. Lấy này nè là bao nhiêu? 2 nhân 2 nhân 5 nhân 5. Bắt đầu một số trước, luôn luôn có số 1. Tiếp một số 2 3 2, 5. 5. 2 số 4. 4. 2 số 25. 2 số 10. 2 số 25. 3 số 20. 3 số 5 x 5 25, 25 x 2 50. 4 số 100. Có kẹp không?